Đây là cái vườn, đây là cái vườn mà hôm nay thì những cái dâu giống đầu tiên của Chimmy Farm sẽ tiến hành trồng. Mọi người thì đang xếp cây dâu mà chúng ta chuyển vừa cái nương từ trên cái nương giống xuống đến cái nương sản xuất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tham quan một chút nha. Ngày mai là trồng đấy anh Toàn nhỉ? Ngày mai trồng nhỉ? Chiều trồng luôn à? Ừ. Buổi chiều tốt hơn đúng không? Trồng buổi chiều tốt hơn. Ừ, là dễ luôn. Được một đêm, nó tận dụng được một đêm mà. Đây là cái vườn mà chúng ta sẽ chuẩn bị trồng cây giống xuống. Thì hiện tại thì đội nước họ đã đang tiến hành tưới ẩm cho vườn. Tưới ẩm các bạn ạ. Chuẩn bị đất sau đó thì phân bón rồi các loại phân bón hữu cơ đã được chuẩn bị trước rồi. Bây giờ cái vườn này thì sẽ tiến hành trồng đầu tiên. Ngược nắng nó có vẻ các bạn trông không có vẻ hơi khó. Nhưng mà đây. Để mà trồng được thì Jimmy Farm rất ưu tiên là trồng cây vào buổi chiều. Thì lúc này thì không khí tương đối mát mẻ. Đấy, cây sẽ có một cái khoảng thời gian nó cả một đêm trong thời tiết mát thì có thể thích nghi ngay với lại cái điều kiện ở khu sản xuất. Khu sản xuất thì nó đương nhiên là có khác biệt so với khu ươm giống rồi. Khu ươm giống thì các bạn có thể thấy là khu ươm giống nó có mái che để hạn chế bớt ánh nắng. Nhưng ngoài này thì không, khi trong khu sản xuất này thì cây dâu sẽ trồng được ngoài trực tiếp ngoài trời. Đấy, bây giờ thì đó, các bạn có thể thấy là đất nó khá ẩm ướt, dây tưới nhỏ giọt. Đó. Chỉ tí nữa thôi, thì khi mà đội vườn, đội sản xuất tiến hành trồng cây thì mình sẽ quay một cái đoạn clip cho các bạn nhé. Ok, view một cái toàn cảnh nào. Không biết là trong video các bạn nhìn thấy những hạt nước nó rơi long lanh không? Nhưng ngoài, như bên ngoài thì khá là tuyệt vời đó. Từng giọt nước một từ dây tưới nhỏ giọt nó rơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Trong video hơi cây hơi khó nhỉ. Ok. Các bạn sau nhé, tí nữa chúng ta sẽ trồng cây.